dịch bệnh quá cho nên làm cái một cái khu vườn mùa dịch. Rồi tham khảo mọi tham quan nha. Rồi, cây cải nó bông rồi. Đây là ruộng rau muống cao rồi, được 10 ngày. Đây là mấy em dưa leo vừa qua bao đi đâu đây là ruộng cải 5 ngày tuổi. Ngô này thì được một tháng rồi. À, đây là salad. Salad trồng mà sen có mấy cây dưa hấu. Đây là cây bằng Thái Lan, bằng Đài Loan. Này. Đu đủ luôn, giống đu đủ luôn, là bí đỏ, nhanh lắm, 20 ngày tuổi, đây là cái bí đa mới ươm lành, đây là cà chua được ăn lễ rồi đó, này cà chua, à, đu đủ luôn. Cà tím cây gì dài dài nên là bí đỏ này, dưa leo, dưa leo cho nó mọc nó đều như trên này, làm sẵn cái già nhỏ leo lên, rồi mấy cây dài dài nên là bí đỏ này, bí đỏ, rồi dưa hấu, dưa hấu. Bí đỏ. Đây là cái đầu tiên. Đây là mấy cái ớt cao xả. Ớt cao xả. Đã bông rồi đó. Nè. Đây là cái dưa hấu. Đợt này được 6 trái. Đẹp lung linh. Đây là rau muống. Ba cái gì đó rau muống. Đây là thịt khế. Rồi, ngắm phong cảnh một chút. À, để nặng ra. Đây là cải. À, cải con. Mới được 5 ngày. Ngày rồi. Đây là bí đỏ. Bí đỏ.
là cây bào, bào sao. Cà chua. Cà chua được 10 ngày rồi đó. À, đây là cái. Cái bẻ xanh lá to. Cây bào, cây cà tím, cây đu đủ, hai cây đậu nành Nhật Bản, à đậu nành Nhật Bản, rất đẹp. Đây là dưa leo, mướp. Bi đao, cái bao, đây là cái ớt chabarati, ớt Peru, ớt này là quý hiếm. Cây dưa leo, cây hồng ngọc. Hồng ngọc. Cây thanh long. Thanh long ăn trái đó. Thanh long đỏ, thanh long ruột đỏ. Rồi, cây rau cần cua. Đây là hồ sen. Đây, sen ta, sen Việt Nam chứ không phải sen cung đình hay là sen bạch diệp, sen gì hết. Đây, sen tự nhiên, sen ta của Việt Nam. Sen này được 2 tháng rồi, rất đẹp, có tương lai. Sống. Chuẩn bị đi xuống khu vườn trong vòng 3 tháng chỉ trồng được chừng đó thôi.